Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Người Bạc Liêu. Tôi có thể bắt đầu câu chuyện này với một cái title, tức là với một cái dòng tích tựa đề là chấm dứt những tin đồn thất thiệt. Quý vị có thể mỗi người có một cái phán đoán, một cái góc nhìn khác nhau, nhưng tôi tin quý vị hiểu tôi sắp sửa nói điều gì. Thưa quý vị, đây là nguồn tin từ một trang báo có tên là Tre Làng. Tác giả bài báo cho rằng tung tin thất thiệt về sức khỏe của lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn là một trong các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những kẻ ác ý. Trong những ngày này, một số những nguồn tin ở trên mạng xã hội và các trang web chống phá nhà nước Việt Nam đã lan truyền những tin đồn thất thiệt về sức khỏe của Tổng Bí thư. Dù không dám thể hiện bằng những câu chữ, nhưng nội dung của những bài viết hay là những bình luận đều ám chỉ rằng Tổng Bí thư đang có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Có những kẻ còn úp mở rằng đã từng chết đi sống lại, và thậm chí còn nói rằng ngày mai sẽ có cáo phó. Không khó để chúng ta có thể nhận ra những tin đồn này xuất phát từ việc ác ý của những kẻ chống phá, nhằm mục đích gây hoang mang dư luận và hướng lái dư luận vào những luận điểm sai trái về khoảng trống quyền lực, từ đó dẫn dụ người đọc đến câu chuyện tranh giành quyền lực hoặc là úp mở theo một thuyết âm mưu nào đó. Và cũng rất dễ để chúng ta có thể nhận ra rằng đó là những tin đồn vô căn cứ, nhưng vẫn có thể lừa phỉnh được nhiều người nhẹ dạ cả tin. Và câu chuyện này cũng một lần nữa cảnh báo người đọc về sự nguy hiểm của việc tiếp nhận thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống. Người phương Tây vẫn nói một bức ảnh vạn lời nói. Và sáng nay, ngày 15 tháng 1 năm 2024, Tổng Bí thư của chúng ta đã tham dự cuộc họp bất thường của Quốc hội. Người dân đã thấy Tổng Bí thư khỏe mạnh, bình thường và tươi cười khi gặp gỡ các đại biểu. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức khỏe của Tổng Bí thư vẫn bình thường. Những gì chúng ta thấy trên truyền thông và báo chí chỉ ra rằng những tin đồn đó là hoàn toàn sai lệch và cho thấy tâm địa đen tối của các thế lực thù địch như là Việt Tân, Hội Anh Em Dân Chủ, Chân Trời Mới hay là RFA dân dân, hay là của một số kẻ ăn theo nói leo, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Xuân Trung, hay còn gọi là, xin lỗi quý vị, Nguyễn Xuân Trung, rồi Ngu Trung, vân vân. Lướt qua mạng xã hội thì chúng ta có thể thấy những tin đồn ác ý đều xuất phát từ các trang web chống phá nhà nước Việt Nam, vốn có lịch sử đăng tải những thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật. Tiếc rằng một số người đã nhẹ dạ cả tin, đã tiếp tay để lan truyền những tin đồn đó trên mạng xã hội, cho dù không có bất kỳ những bằng chứng xác thực nào, chỉ dựa trên những suy đoán và những lời đồn thổi. Từ vụ việc này, lời khuyên cho những người đọc và cần tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ nên tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, uy tín, không chia sẻ lan truyền những tin đồn thất thiệt để chung tay bảo vệ sự ổn định của xã hội. Kính thưa quý vị, tôi nhận rất là nhiều những tin nhắn thông báo cho tôi cái nội dung tin nhắn đó là khẳng định lãnh đạo cấp cao, có người còn nói là qua đời nữa, còn nhiều người nói là bệnh hấp hối gì đủ thứ trên đời hết, nhưng tôi phớt lờ. Xin quý vị, tôi ở Việt Nam này hơn 50 năm rồi, tôi thấy nó có một cái chuyện các đời lãnh đạo cấp cao
có bệnh tật, có đau ốm và có lâm chung, cái chuyện đó nó hết sức bình thường. Và khi có thì tự nhiên sẽ có thông báo chính thức của cơ quan trung ương đảng hoặc là chính phủ gì đó, mình không cần phải để ý. Và cái chuyện bất kỳ ai, chứ không riêng gì một người lãnh đạo cấp cao, quy luật vô thường của cuộc đời đâu có biết nó sợ ai, quý vị thấy đó. Người lãnh đạo, tôi nhớ hồi xưa có một vị nằm trong bộ chính trị mà là học hàm là giáo sư, giáo sư viện Điện Nguyên Tử của Việt Nam mình nè. Tôi nhớ chính xác là tên Nguyễn Đình Diệu, đột ngột qua đời. Thì người ta cũng thông báo cái chuyện sinh tử là chuyện tự nhiên của vô thường, đâu có ai nói được. Bất kỳ ai, chứ không phải riêng gì một ai hết. Còn đằng này tôi nói quý vị lãnh đạo chúng ta 79 tuổi rồi, sống tới tuổi đó là quá có hồng phúc cho con cháu dòng họ và cho cái dân tộc này rồi. Thêm một ý nghĩa thứ hai nữa là với những người cao tuổi như vậy đó thì người dân người ta càng yêu mến và người ta thấy đạt được sống thọ. Chúng ta biết văn hóa Á Đông chúng ta là phước lộc thọ, thấy người nhà của mình hay là người mình thương mà sống được nhiều tuổi người ta mừng lắm. Không phải lãnh đạo cấp cao không, mà kể cả người dân, cha mẹ, bà con, dòng họ, chú bác, láng giềng của mình, mà người nào cao tuổi là người ta càng quý, kể như là của hiếm, người ta muốn sống nhiều hơn. Cho nên mới có cái câu là nhân sinh thất thập cổ lai hy của ông Đỗ Phủ ở bên Tàu đã từng nói. 70 tuổi là hiếm rồi, cái này 79 tuổi, cho nên người ta tiếc. Và đặc biệt ở đây không phải là người bình thường mà là lãnh đạo, mà một người lãnh đạo có nhiều dấu ấn đặc biệt xuất sắc, giống như một người đã khai mở ra một chương mới cho lịch sử của dân tộc, thà người ta càng thương hơn, người ta càng quý mến hơn, càng quý trọng hơn. Cho nên tôi nghĩ không ai có thể xuyên tạc được cái chuyện này. Nói thì nói nghe chơi vậy thôi. Rồi, đó là tôi nói cái lẽ thông thường nha. Bây giờ tôi nói với quý vị, nếu thật sự quy luật vô thường đã gõ cửa sinh lão bệnh tử thì đã sao nào? Tự nhiên trong tất cả một quốc gia nào cũng vậy, tôi nói cho quý vị, một đảng phái chính trị nào, một gia đình nào, một môi trường nào, một tổ chức nào, tự nhiên nó có cái tính kế thừa. Cho nên quý vị nhìn thấy luôn luôn có cấp phó đó. Còn nếu nói ở tổ chức đảng, người cao nhất thì cái cấp phụ trách kế là thường trực ban bí thư gì đó. Tự nhiên đây là quy luật tự nhiên, không ai muốn nó cũng phải có vậy, tạo hóa đã sắp đặt rồi. Cho nên vô tư, còn sức khỏe thì cứ làm việc, còn cống hiến, còn được tập thể tín nhiệm thì cứ cống hiến, còn bệnh tật thì chữa bệnh. Nhưng nó có một điểm khác biệt là những quan chức cấp cao là của quý của dân tộc, cho nên được các y bác sĩ thầy thuốc chăm lo dữ lắm. Tôi nói quý vị, bác Võ Nguyên Giáp nằm là vị tướng về quân sự thôi, nhưng mà về già nói là lúc mất 103, chứ thực sự nằm viện là hết 7-8 năm rồi, chăm sóc cỡ đó. Còn tôi nói bệnh, nếu bà là bệnh hiểm nghèo thì ai cũng vậy bằng nhau, cái đó là xác suất bằng nhau đó. Quý vị thấy những vị lãnh đạo cấp cao mà bệnh hiểm nghèo, bệnh hiểm nghèo thì ai cũng vậy hết. Con của ông Biden đó, nước Mỹ tiên tiến nhất đó mà có chữa được đâu. Còn cái này bệnh già, bệnh thông thường mà sống thọ tới 79 tuổi, tôi nghĩ dân tộc mình có phúc hồng ân đó, có phước lành đó, mới gặp được trường hợp như vậy. Mà nếu không may quy luật vô thường có gõ cửa thì người dân vẫn vui vẻ tiễn biệt và một sống một cuộc đời tôi thấy là quá xứng đáng, để lại cho dân tộc này nhiều bài học và nhiều lòng ngưỡng mộ cũng như là kính trọng người. Có cái gì đâu, như vậy rồi cái đồn cái đó lên để xào xáo, rồi cái chia rẽ dân tộc này được, rồi chia rẽ đảng được à. Rồi nếu đảng như trong đảng mà có đấu đá tranh giành quyền lợi gì, cái mất đảng mất nguyên cái dân tộc này, cái tụi nó về tụi nó lên làm tổng thống được à? No, chỉ có một cái, những kẻ mang tâm địa xấu xa hẹp hòi thấp hèn là những thằng làm YouTube,
lợi dụng cái này để kiếm cơm, vì cuộc đời của nó không có một năng lực để khai thác thông tin đủ thuyết phục, chỉ nhắm chăm chăm vào lãnh đạo, cái đó mới đủ ép phê. Tôi nói gì? Bởi vì như cha mẹ, tổ tông, vợ con, dòng tộc họ hàng nó mà có chết bất đắc kỳ tử, người ta cũng không có quan trọng, người ta coi kênh của nó nữa. Thành ra nó phải khai thác lãnh đạo của Việt Nam, đồng thời nhân cái chuyện đó nó đi làm mướn cho các thế lực thù địch luôn. Tôi nói quý vị, vô ích. Người dân chúng ta phải bình tâm, bình thường. Nếu một vị lãnh đạo nào đó mà có ra đi thì đó cũng là định số. Và luôn luôn thế hệ lãnh đạo kế cận, sự nghiệp này là của quần chúng chứ không của riêng ai. Bác Hồ đã nói rồi, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Những người lãnh đạo có tài giỏi đến mấy cũng là vai trò cá nhân, ra đi để lại niềm thương tiếc, để lại những dấu ấn, những di sản, thì cái đó người đời người ta sẽ ca tụng mãi mãi. Nhưng người dân, cái sự trường tồn của tổ quốc này mới là cái thứ quan trọng. Quý vị còn nhớ không, ngày Bác Hồ mất, cả dân tộc này và cả thế giới, những người mà bị nô lệ đó khóc như mưa. Nhưng đằng sau đó thì Bác Hồ yên nghỉ, sự nghiệp cách mạng của Việt Nam vẫn tiếp tục con đường đó, nguyên tắc đó, và vẫn có những người đảm trách khác. Vì cái nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nước chúng ta là tập thể lãnh đạo, cho nên cá nhân phụ trách thôi. Người này mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi, thế hệ kế cận. Và cả một tập thể, trí tuệ là của cả một tập thể chứ không của riêng ai. Cho nên chúng ta cứ ung dung. Vì trong nước do chúng ta kém hiểu biết, chúng ta quan trọng quá chuyện đó, chúng ta cứ rần lên, làm cho cái đám đó nó thấy cái chuyện này là quan trọng, cho nên nó mới khai thác. Nè, thông tin gửi cho tôi, kêu tôi nói tôi cũng không nói, cái gì chính thức tôi mới nói. Còn đương nhiên trong lòng tôi thương mến, tôi quý trọng, tôi thương tiếc và tôi cầu mong cho được bình an. Đó là cái chuyện tất nhiên. Và tôi nói những người lãnh đạo mà có nhiều công trạng, có nhiều dấu ấn như vậy, hàng trăm năm sau người dân người ta vẫn còn nhớ, chứ đừng có nói một hai bữa, không cái gì có thể đả phá được hết. Quý vị nên nhớ, đó là cái giá trị cốt lõi, nó đã đi vào di sản của dân tộc. Mà khi đã thành di sản thì hậu thế không bao giờ quên. Cho nên tôi muốn chia sẻ để tất cả quý vị an lòng, và cũng chúc mừng những vị lãnh đạo cấp cao được bình phục trở lại. Tôi nghĩ thời gian qua sự vắng mặt của đồng chí đó là có vấn đề đặc biệt thôi, chứ tôi không nghĩ là sức khỏe trầm trọng đâu. Bởi nếu trầm trọng thì không trở lại như cái kiểu hồi sáng được. Quý vị thấy không? Mà nếu có trầm trọng thì đã sao? Chẳng lẽ mình nói là tốt, bệnh thì không tốt, nhưng tuổi đó bình thường mà trở lại được như vậy là tôi nghĩ vô cùng đặc biệt. Và tôi thấy từ cái đà này biết đâu, quý vị thấy chưa, hồi xưa tôi ở dưới quê có nhiều người bệnh rất nặng, tưởng đâu là không qua khỏi, nhưng mà khi trở lại rồi sống cực kỳ khỏe. Cuộc đời vô thường là như vậy. Vô thường theo cái chiều tốt cũng có, mà vô thường theo cái chiều xấu cũng có. Vấn đề là gì? Là cái đức độ của người đó. Mà đức độ của một con người nó được đánh giá bằng gì? Bằng tình thương của nhân dân. Người dân người ta thương là đức độ mình tốt. Mà đức năng thì thắng số. Số phận chúng ta đến ngày đó có thể nó đen tối, nhưng mà nhờ cái đức của chúng ta nó quá trọng đại, tạo được nhiều cái việc lớn cho dân tộc, thì trời còn phải rúng động. Phật và trời, Phạm Thiên còn phải xuống cầu Đức Phật mà. Thì Đức Phật cũng là người dân. Người cán bộ mà có đức tính bao dung, có đạo đức tốt thì chẳng khác nào một người Phật sống. Cái chuyện đó tôi nghĩ sống thọ là chuyện bình thường. Vững tin, niềm tin là giây phút này, cái niềm tin là quan trọng lắm. Tôi nói quý vị, niềm tin chính là sức mạnh của cả dân tộc đó. Rất mong tất cả quý vị thấu hiểu tấm chân tình của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.